Nguyễn Ngọc xin chào cô chú và anh chị kính mến. Hôm nay Nguyễn Ngọc cũng quay trở lại thăm hoàn cảnh của hai anh em anh Lắm và trao lại phần quà của chị Mạnh Thường Quân ở Vũng Tàu giấu tên, gồm có bao gạo 10 kg và 200.000 đồng. Bây giờ Nguyễn Ngọc xin mời cả nhà mình cùng đi với Nguyễn Ngọc nha. Thì đây nè cả nhà, đã tới nhà của anh Lắm rồi đây. Rồi anh chào anh Lắm nha. Anh Lắm hôm nay cũng có chị Mạnh Thường Quân ở Vũng Tàu dấu tên gửi cho anh 10 cái gạo với một cái bao lì xì nè anh Lắm ơi. Rồi được nhiêu anh Lắm? 200.000 hả? Dạ. Thì đây là cái phần quà của chị Mạnh Thường Quân ở Vũng Tàu dấu tên gửi cho hai anh em anh nha. Thì hai anh em của ảnh thì cha mẹ cũng mất hết trơn rồi cả nhà. Còn ảnh bây giờ hàng ngày là cũng bị bệnh phổi nữa. Chỉ là chăm sóc nuôi người em bị tật bẩm sinh rồi. Từ nhỏ tới lớn giờ bây giờ là chỉ nằm với là lăn gì thôi chứ không có ngồi được hết lắm hả? Không ngồi được không? Chứ đâu em... có mà ngồi được. Dạ. Đỡ nó thôi lên không à. Chứ đâu có ngồi. Dạ, coi như ở nhà giờ là chăm sóc không chứ đâu đi làm luôn gì được. Có đi làm đi đâu. Nhà không có đi đâu bây giờ. Bữa nay thấy anh ốm quá trời anh Lắm. Thì nó càng ngày còn rút này nó hành hoài là sao mà ngủ nghe gì được, nghỉ ngơi. Dạ. Coi như tối là... ngày sáng đêm mà. Chút thôi. Mới ra hai tả đái nữa, bây giờ đái nữa, rồi giờ thấm nữa rồi đó. Dạ. Yeah. Nhưng thùng vô đi thả xả nó bỏ nó kìa. Thế nhưng mà thí dụ như mà anh ấy mà biết dịch vụ vệ sinh cá nhân thì đỡ ha. Nói như vậy, tôi đi nhập viện rồi. Thì anh Lắm bây giờ là cũng mang trong người nhiều chứng bệnh đó nha. Anh thử anh muốn đi điều trị cũng hơi khó nữa. Bây giờ là người em cứ nằm lăn lộn cái này không nè, rồi thành thử anh đâu đi đâu được. Rồi bữa giờ anh có uống thuốc rồi không anh Lắm? Có thuốc có nhóc này đó, nó mới mua dĩ nữa kìa. Dạ. Dĩ đường đó, chứ thuốc phổi ho đó. À, tiểu đường á anh? Hai là hai bệnh đó. Có hai bệnh nè. Bây giờ là tiểu đường với bệnh phổi. Bị nám phổi. Dạ, bị nám phổi đó hả? Là trước kia là mình có đi khám chụp hình rồi đó ha. Có khám hết trơn rồi. Nhưng mà giờ bác sĩ người ta cũng thì bác sĩ vô là bác sĩ kêu nhập viện cho bị nhiều rồi. Dạ. Chứ không phải bị ít đâu. Rồi đi nhập vô rồi đằng này rồi ai lo. Thì giờ nó cũng khó cho anh Lắm một cái là giờ chỉ còn có hai anh em mà cả nhà. Cha mẹ thì mất hết rồi. Nếu mà đi rồi là bỏ người em trai ở nhà thì không biết ai chăm sóc. Anh thử ra bây giờ ảnh phải cố mà chịu. Phải chịu thôi sao bây giờ. Rồi ban ngày là cái người em anh không ngủ hả? Nằm lăn lộn vậy hả? Cũng có ngủ mà gì nữa. Ít hả? Ít lắm. Dạ. Ít ngủ lắm. Tôi vậy nè. Tôi ngủ xíu là nó ra la ông sùm rồi. Dạ. Thiều móc rồi. Vậy đó hả? Ờ. Chút có lợi cái giỏng à. Lắc cái giỏng hả? Ờ, đụng kinh kinh thì sao không ngủ được. À, vậy đó hả? Giờ chỉ nằm vậy thôi, thấy tội đó nha. Cắn cắn lại cái tay hoài là sao vậy? Ngứa gì? Ngứa tay hay gì? Không phải đâu. Có khi nào mà lăn ra ngoài trước này không anh Lắm? Không. Tới đây à, chỉ là tới cái ngạch cửa này ngạch thôi, cửa này thôi. À. Anh ngồi đi, anh ngồi cho khỏe. Coi như là ban ngày thì nằm vậy đó, anh thấy cái đầu gối bị chai hết trơn anh Lắm. Thì nó lăn á, cái lăn qua lăn lại như là nó té lúc mà nó còn đi được á, nó té đó. Dạ. Té này nè, đó đá gì không đó, té té hồi trước nữa hả? Ừ,
rồi không cho đi nữa. Sau này cái nằm tự nhiên là nó rút găng rút hình gì luôn. Không phải cái giò nó vậy đâu, giò nó ghê lắm. Mũ bụng nó chảy tùm lum hết trơn á. Tôi vừa tôi nè bông gòn tôi lấy tôi mua mà. Sức cho nó, rửa cho nó mới hết á. Không phải gì đâu, cù chỏ nữa đây kìa, hai cù chỏ nữa kìa. Trời ơi, trời tôi gian nan, tôi khổ quá trời, tôi mệt nổi quá trời vậy. Bây giờ còn hai anh em mà biết sao giờ. Tôi đâu không đi đâu được, tôi ra cái ghế rồi chút tôi vô, ra cái ghế chút tôi vô, tôi ngồi tôi nằm nghỉ. Anh đi chịu không nổi luôn á. Hầm quá ha, bữa nay trời hầm quá ha. Cái gì cũng phải chịu hết trơn á. Bây giờ nằm vậy không có la lối ha, có anh gần bên thì không la lối ha. Đúng rồi. Còn mà yêu cầu mà anh lắm mà đi đâu chút mà ra sao gì là kêu ôm sùm rồi các tụi đi nữa la lối đó. Anh nằm vậy suốt rồi. Ngày trưa nay ăn cơm về hết lắm. Ăn rồi. Ví dụ như ăn, mỗi lần ăn cơm là coi như nằm vậy là anh đúc. Chứ đâu có ngồi hả? Đỡ lên. À đỡ lên. Đỡ lên nó gục đầu xuống vậy nè. À. Muốn ăn người vợ gạm lên vậy nè. Ở gạm lên mới đúc vô. Vậy chứ nếu mà đỡ lên rồi là cũng không được ngồi thẳng hả? Không ngồi thẳng luôn. Nó gục khòm xuống vậy nè. Dạ. Trời ơi trời, tôi mà đỡ lên là tôi muốn chết vui vậy đó. Đúng rồi, bự hơn anh nhiều mà bự gấp đôi. Đỡ nổi, phải gượng. Mệt á, đỡ lên rồi là tôi mệt á. Tôi ngồi xuống rồi đứng lên một cái là tôi mệt lắm á. Anh giờ nhiêu ký, anh chắc ba mấy ký gì hả? Không biết, cô không có cân nữa. Thế nó ốm quá trời. Cô hỏi cân là 46 ký. Dạ. Lâu lắm rồi. Dạ. Cả tháng nay rồi, bây giờ chắc còn chắc ba ngoài quá. Dạ. 40 ký trở lại. Anh thì gần ba mấy 40 ký thôi chứ em thấy quá rồi ốm rồi. Mệt nổi quá trời, mệt nổi. Rồi tối người em anh là ngủ ngon giấc không anh lắm? Ngon. Giấc tối thì khoảng chừng 10 giờ anh lên á. Dạ. Đó, giờ nó ngủ. Còn tôi chưa đó. Ngủ được nữa. Còn là ban ngày là thức suốt vậy đó ha. Ờ, ban ngày là suốt đó. Lắc qua lắc lại hoài vậy đó. Thôi nó ghen. Nhiều khi khó chịu trong người cái gì anh. Sợ nhiều khi khó chịu á. Không kìa. Nhiều khi khó chịu cái phần là nóng lực cái gì nè. Thằng kia mới giữ nữa, thằng kia còn nhiều hơn này nữa. Vậy là lúc trước là cái người kia là người anh cả ha? Anh hai đó. Anh hai xong rồi tới anh. À, ừ. Còn anh này là Út. Út. Mà cái người anh hai hồi đó cũng bị bẩm sinh hết lắm. Cái đầu nó bự như gan này, rồi là cái nhỏ lại vậy đó. À. Mà nó thằng kia nó bị dữ hơn. Nặng hơn ha. Mà anh kia hồi đó thằng kia mỗi lần nó cũng đi được nữa, biết từ từ nó cũng rút găng cái tai biến hả gì tôi cũng nằm luôn chỗ vậy. Dạ. Kiểu như mình nằm riết á rồi không có hoạt động á, thành thử gân gân cốt rồi nó càng ngày tự rút lại. Rồi kéo cái tay kéo ra đâu có được đâu, nó cứ ngắt à. À, hai tay giờ cong vậy đó hả? Nó cong cái gì đó, bây giờ qua xớt lợi vậy đó. Hồi đó thì bình thường hết lắm, hồi đó. Hồi đó tay cũng thẳng rồi thớm rồi ra hả? Giờ cái gì nó rút gân lại nữa. Nó đi tới đi lưu được mà. Mà đi không được bình thường, nó đi cầu quạt vậy đó. Dạ. Yeah.
Mệt. Mệt, quỳnh phổi gặp trời nắng này hóc lắm rồi ha. Nóng nực. Thì ở nhà của anh Lắm cũng rất là nóng ở cả nhà, tại xung quanh là tôn được không à, chứ phần là cũng nhỏ hẹp nữa. Trời ơi, cây mục hết trơn rồi, ngoài sau là gãy cái mẹ hết trơn, đứt hết trơn, tôn mục hết trơn rồi. Người sáng nay hai anh em ăn cơm hả anh Lắm, anh cháu? Rồi, ăn rồi, dễ ăn lắm. Anh em hai thằng thằng 10.000, hai thằng 20, cái thằng thằng 15.000, hai thằng 30. Yeah. Mua tô mì 15.000. Nó ăn tô, tôi ăn tô, hoặc là mua bánh canh bột sắt 15.000. Tôm bún hộp 15.000, cái gì cũng 15.000 á. Không nấu nướng thì sao? Trời ơi trời, nấu nướng nó chết luôn quá. Mình bắt cơm lên rồi mình mua đồ ăn về cũng được vậy. Nó cũng tính cũng vô đó à, mệt mỏi lắm. Mua về cá mắm về anh làm rửa rồi mệt mỏi nữa. Nó thà là mua mẹ đi 30-40 ngàn đồng bạc hai anh em ăn đủ rồi. Rồi mua gì nữa? Về nấu nướng là đi tới đi lui thở chắc chết luôn á. Nói chung là bệnh hoạn là cũng khổ ha. Con ký giờ ký cũng mười mấy ngàn à, mua 10.000 cơm đi. Dạ. 20.000 đồ ăn rồi 30.000 rồi. Đó. Rồi à Quốc. Xong. Hỏi mà rửa gáy rồi tốn tiền ra tường tiêu bột ngọt gì tùm lum la nữa. Anh cũng bệnh hoạn nó hình thử đi nấu nướng rồi cũng vô bếp mà cái nó nóng quá cũng khó thở cho bản thân anh. Nấu gì nữa? Có trừ ra ai mà làm sẵn xong rồi á, nấu canh á, bắt nước lên cái nồi rồi mình bếp ga mini đó. Yeah. Mở lên sôi thì thả cá vô nêm nếm gà là quất à. Yeah. Khỏi rửa khỏi bọng gì, măng mua về làm cá rửa cá nữa. Trời ơi trời, chắc chết luôn quá. Thêm lớp ông này ông nằm ở đây rồi ông la ó ông sùm. Khi nó đái thôi không nói chi nữa, nó ẻ tùm lum tùm la nữa. Chết nữa. Bằng ngày ít la hơn bằng đêm hả anh Lắm hả? bằng đêm la nhiều hơn. Đêm mình la nhiều hơn hả? Sao kỳ vậy đó? Hồi đó giờ vậy đó hả? Gần sáng á. Gần sáng á. Gần sáng chắc cái giờ đó nhiều khi ảnh thức vậy, ảnh mất cầu mất tiểu vậy đó. Thì thử để ông cái tả nè. Ừ. Chắc nhiều khi là cũng cũng la lên cho anh biết đó ha, sợ bị la đó ha. Chắc như vậy. Sợ nhiều mình khi nghĩ là như vậy. À, cái mông là nó giật giật anh cứ gân. Ờ nó giật. Cái tai nó nữa. Sợ nhiều khi anh đau á anh. Nhiều khi đau, rút gân lại đau. Rút gân thì nó tê á. Ừ. Người tắm rửa ngày nào cũng tắm hả anh Lắm? Hai ngày tắm ngày, lau chùi không chứ tắm cái gì. Lấy khăn lau rồi nhúng nước lau nó rồi thay đồ rồi xong rồi. Chứ tắm sao nổi mà tắm trời ơi trời. Tôi mà tắm nó tôi chết luôn á. Tự nhiên mình kéo nước vô đây không được sao? Kéo kéo vô rồi là anh lau nhà cửa nó tùm lum luôn. Nó khó khăn lắm. Bởi vì cũng khổ, phải gì anh khỏe mạnh thì đỡ ha. Trời nói gì? Thì bởi vì thì ngặt quá, giờ anh Lắm thì anh cũng bệnh nữa đó nha. Muốn làm đâu có nổi. Muốn nhiều người em lên tắm cũng cả một vấn đề. Thành thử ra là anh chỉ okay. Nhúng khăn anh lau chùi rồi thôi. Chứ không có tắm gì được. Ủa? Coi như nội tiền tả không cũng mệt hết lắm. Mới mua con cây rồi, mới mua thức thầy hồi sáng giờ nè. 200 mấy chục ngàn nè. Mới mua hồi sáng giờ nè. Tả này nè. Ngày 10 ngày là có mua rồi. Ngày 2 tả 2 tả. Thì cũng có mười mấy ngày cũng có. Vô chừng vô đổi nữa. Yeah.
dây tải gì 20 cái. Lã này là nó rẻ nữa. Dạ. Không phải mắc nữa, cái loại kia kìa 280, 290, 300 mấy. Loại này nó rẻ đó. Anh ban ngày có ngủ được tí nào không lắm? Thiêu thiểu không à, chút này là nó kêu rồi, lại là cái giọng rồi. Ừ. Vậy nè sao mà ngủ? Dạ. Vậy sao mà ngủ được? Đó cái giò, vậy lại là đạp cái giò đó. Rồi có lăn qua tới bên đây nè, đó. Rồi đó la ngủ nghe gì được. Thấy thức kia, ổng không có thấy, không có đạp ha. Còn nằm tôi lên con, vậy là nó lăn qua chỗ khác. À. Đó. Nên lắm thì bây giờ là cũng không đi đâu được đó nha. Nói chung đi là bỏ nhà thì làm sao rồi, nhưng giờ mà đi lúc, được cũng không đi nữa. Như là anh đi mua cơm nước rồi sao? Kêu giùm không à. À gửi người ta mua giùm ha. À. Dạ. Đi giùm không à. Chứ đi sao nổi. Dạ. Trời ơi, bước ra tới đó không là đủ chết rồi. Bước tới băng ghế là ngồi chơi chút xíu là mệt là vô nằm nữa rồi. Chứ đi đâu được nữa đâu. Anh mà có chuyện gì rồi là coi như là người em này cũng vất vả, khổ. Mệt quá mệt. Nước tương, nước tưởng mà thấy trong bọc rồi nhóc hết trơn vậy anh lắm. Ở chùa rồi, mấy người mà ở xa xa á. Cho. Phải đòn á. Dạ. Đi từ thiện á. À. À đúng rồi, cái này người ta cho đủ cho anh nước tương, xà bông rồi ha. Xà bông đó. Dạ. Cái này là có phiếu. À, còn cái này là phiếu, ha. Ở nhà chùa quen á. Dạ. Của cô Thanh á, cô Thanh cái này còn dư sót cái gì đó, cô đồ gom được chú do. Dạ. Đâu có phiếu, mình đâu có phiếu đâu. Cái này còn dư. Giống như người ta phát phiếu mình lợi đó người ta mới phát, chứ mình ở dưới đây người ta đâu biết đâu người ta phát. Ờ, đúng rồi, còn cái này dư cô Thanh lấy lợi cho. Dạ. Bữa giờ uống thuốc thấy đỡ không anh lắm? Thấy thấy có đỡ đâu, nó cũng vậy, đỡ nó ho ít ho xíu thôi. Dạ. Cái bệnh phổi này nó gút dữ lắm nè. Bởi vì thế rồi gặp bệnh thêm phổi, bệnh đường nó gút dữ lắm. Thêm cái bệnh tiểu đường này còn gút dữ nữa. Phối hợp nhau mà. Là tính ra anh bị chứng bệnh này bao nhiêu năm rồi hả anh lắm? Chưa được năm nữa. Chưa được năm nữa đó hả? Chưa được năm nữa. Rồi, trước đó là mình phát hiện cái bệnh nào trước hả anh lắm? Phát hiện là tự nhiên nó rút. Tự nhiên con người ốm đi ha. Không có ho bọng gì hết trơn á. Ốm, ốm gì đó hả? Ốm, rút nó ốm, nó kỳ, sới kỳ quá trời kỳ. Dạ. Yeah. Mới đi lên trên kia đi thử đồ. Thử đường xong rồi nó trên đó thử là 500 mấy. Trời trời trời. Bình thường là nhiêu con người mình á mà sao lên ra mấy? Có biết đâu. Dạ. Yeah. Nói anh đường anh lên quá cao rồi, coi đi bệnh viện đi. Dạ. Yeah. Nó mới đi bệnh viện rồi xong vô khám, khám đã rồi mới kêu nhập viện. Nhập viện nó tôi bị hoàn cảnh khó khăn quá, nhập không có được. Thôi cô khám cho tôi lấy thuốc tôi uống đi. Dạ. Cỡ nửa tháng hả gì đi. Từng lễ gì đó, 10 ngày gì đó. Về khám xong rồi lấy thuốc. Chích, ông chích cái chích vô bụng nè. Tự mình chích. Đó. Ủa chích vô bụng là tiêm thuốc hay là rút cái gì ra? Chích tiêm vô luôn. À tiêm thuốc vô đó hả? Bơm thuốc vô. À. Rồi y tá rồi không chích mà tự mình chích hả? Không, được cho thuốc, ống thuốc gì đó. Rồi à, đem về nhà hả? Đem về nhà chích. Dạ, dạ. Tự mình chích, chích ngay chân rúng rồi xung quanh rúng đó. Rồi đâm sâu quá, một ngày tử hai lần. Nó chừng phân à. Chắc cái kim ngắn hả? Kim ngắn. Dạ. Thấy nó cũng vậy, cái từ từ nó hạ xuống còn 300 mấy.
300 mấy, cái tuần sau đi khám còn 209, thấy cũng hơi đụng độ ổn ổn khỏe, cái từ từ ăn thèm ăn cái nó tăng lên 400 mấy lại. Kiểu như mình không cử kiêng đó ha. Bây giờ cho tới bây giờ luôn rồi, cũng cả tháng nay rồi không có thử đường lại nữa. Dạ. Chứ đi có nổi đâu mà đi thử. Mình mua que đó về thử không được hả? Không được. À coi như vô lấy máu. À ta xét nghiệm máu ha. Xét nghiệm máu lấy máu. Dạ. Cái này cũng khó khăn ha. Lên chỉnh lấy máu. Lấy máu phải 1 tiếng đồng hồ mới có kết quả. Đúng rồi, xét nghiệm thì hơi lâu đó. Nó mệt, ngồi nó mệt nữa. Mỗi lần đi thì coi như là đi xe ôm chứ. Đúng rồi. Rồi về. Về xong rồi chừng nào có kết quả thì xe ôm đi lên đó lấy luôn á, chứ mình đi đâu được. Bốn năm chục ngàn bạc. Vậy là cái bệnh đường trước, cái sau cái nó mới có cái bệnh thêm cái bệnh phổi ha. Bệnh đường là biến chứng qua bên bệnh phổi nè. Dạ. Biến chứng ra tôi ho nè. Rồi xong khi chụp hình mới nám phổi. Vậy đó hả? Mà trước kia anh chưa bệnh anh hút thuốc dữ không? Uống thuốc hả? Hút thuốc á. Ít lắm. Dạ. Tôi hút phải hút liền. Kiểu như nó bệnh thì bệnh. Còn ngày nó hút chưa được gói nữa. Ở cái gói thuốc tôi hút được 4 ngày đó tôi mới hết á. Cũng giảm thuốc đó. Dạ. Không có ghiền. Ăn nhậu dữ, có là nhậu, không có là thôi, không có ghiền. Hay là do hồi đó mình làm nặng quá, nó lâu. Đúng rồi, chắc tôi nghi làm nặng. Làm tôi, nặng đó quá tôi giác cay dữ lắm. Đó hồi đó tôi giác dữ lắm. Dạ. Mà tôi lực lắm, sức tôi dữ lắm. Bởi vậy nhiều khi mình ỷ lại sức khỏe mình ở đó nữa. Hồi đó dắt cây rồi không anh lắm. Dắt cây không à, tràm, cà chắc, đước, bán giữa cây mà của bà gì nè. À đúng rồi ha. Rồi dẫn dắt, ghe về dắt thì có kiếm tiền. Giờ mà nghỉ rồi. Hồi đó mình bóc dắt nó được bao nhiêu năm anh lắm? Cũng... 20 năm á. Dữ gì đó hả? Có 20 năm mà mới xây qua và về đây chạy xe lôi. Xe lôi xong rồi cái nghỉ cái đi bán vé số. Dạ. Ôi bán thùm bánh mì nữa. Bánh mì lúc trước là bán ở thằng nhà hàng Tam Giang biết không? Nhà hàng Tam Giang hả? Là hàng Châu đó. Dạ. Có tên Lea đó. Đó. Bán bánh mì thịt rồi đó ha. Mì không á, quải bao bán á. À vậy đó hả? Cái mì thịt mì bọng gì bán giá tối không à. Rồi xong rồi mới nghỉ đi lên thành phố làm. Rồi lên thành phố thấy không ổn định, không quen nước quen cái thôi về. Về mướn xe chạy đeo ôm đó. Lắm đó. Sao hồi đó không lấy vợ? Tôi không chịu. Vậy hả? Tôi nghỉ trước thời gian sau. Tôi không có vợ bà, giờ tôi mất là mấy thằng này là vô dụng mà. Không ai chăm sóc đâu, tôi lo bên vợ tôi rồi. Tôi ai thằng này ai lo giờ đây. Tôi nghĩ trước thời gian đó nữa. Yeah. Tôi không vợ. Kiểu như mình thấy... Tôi có bạn gái mà. À. Thương tôi nữa mà tôi không chịu. Kiểu như thấy anh em trong gia đình là bệnh hoạn không đó ha. Không lẽ bà già, ông già mình sống với suốt cuộc đời luôn. Dạ. Yeah. Biết chết giờ nào hồi đó má tôi nè, đó bả đó. Yeah. Chết bất kỳ tử đó. Biết đâu bỏ lại 2 thằng đó tôi nuôi đó. Vậy là lúc hai bác mất là để lại hai người cho anh lo đó ha. Đúng rồi, chăm sóc. Chăm sóc một thời gian được bao lâu rồi người anh mới ra đi hả? Đúng rồi, cũng lâu là 10 năm mà. Vậy đó hả? Cái tình trạng hai tay bị gì lâu chưa lắm? Ủa, hai tay nó bị mới đây à, có chừng 4-5 tháng à. Vậy đó hả?
Thì thôi hôm nay em đến đây thì em cũng gửi cái món quà của chị Mạnh Thường Quân cho anh, cho hai anh em anh nha. Rồi, dạ. Cảm ơn anh nha. Rồi. Cảm ơn chị mà gửi tặng quà ở Vũng Tàu đó. Dạ. Thì Nguyễn Ngọc cũng thay mặt hai anh em anh Lắm gửi lời cảm ơn chị Mạnh Thường Quân ở Vũng Tàu nha chị. Em chúc cho chị nhiều sức khỏe nha. Thì video đến đây Nguyễn Ngọc cũng xin tạm dừng ở cả nhà. Nguyễn Ngọc xin chúc cho cả nhà mình được nhiều sức khỏe. Cả nhà nhớ bấm đăng ký cho Nguyễn Ngọc. Nguyễn Ngọc có thêm nhiều động lực khi quay những hoàn cảnh khó khăn chia sẻ với cả nhà mình nha.